vị hoàng hậu khiến 6 vị vua mê đắm, đến giờ vẫn có người khao khát. Tiêu hoàng hậu hay còn gọi là Dạ Mẫn hoàng hậu xuất thân là công chúa của Lương Minh Đế, hoàng đế nước Tây Lương. Theo sử sách mô tả, Tiêu Thị như một vật báu sắc đẹp của nhân gian. 13 tuổi, Tiêu Thị đã lên ngôi hoàng hậu. Sau đó, bà liên tiếp trải qua những lần thay danh đổi phận như hoàng hậu của Tùy Dương, tục phi của Vũ Văn Hóa Cập, vợ lẽ của Đỗ Kiến Đức, hoàng hậu hai đời Vua Tơ Kích và cuối cùng là Chiêu Dung trong hậu cung của vua Đường Lý Thế Dân. Theo ghi chép, vì Tiêu Thị sinh vào ngày xấu nên Lương Minh Đế đã giao bà cho một người có gia cảnh nghèo túng nuôi dưỡng. Năm 580, để tri ân sự giúp sức của Lương Minh Đế trong cuộc nội chiến nhà Tùy, Tùy Văn Đế Dương Kiên đã hỏi cưới cho con trai của mình là Tấn Vương Dương Quảng. Nhưng thầy bói xem mệnh các công chúa Tây Lương không có ai hợp tuổi hợp mệnh với Dương Quảng. Do đó, Lương Minh Đế mới cho người đưa Tiêu Thị hồi cung và gả sang nhà Tùy. Năm 600, Tùy Văn Đế phế truất thái tử và đưa Dương Quảng lên thay thế, Tiêu Vương Phi trở thành thái tử phi. Năm 604, Tùy Văn Đế băng hà, Dương Quảng nối ngôi, lấy hiệu Tùy Dạng Đế, Tiêu Thị trở thành hoàng hậu. Năm 618 sau Công Nguyên, Vũ Văn Hóa ám sát Dương Quảng và chiếm đoạt Tiêu hoàng hậu. Sau đó, ông đưa cháu của Tùy Dạng Đế là Dương Hạo lên làm hoàng đế. Tuy nhiên, Vũ Văn Hóa đã nhanh chóng bị đội quân của Đỗ Kiến Đức đánh bại. Sau khi xưng vương, Đỗ Kiến Đức cũng chiếm giữ Tiêu hoàng hậu. Lúc này, dù đã ở tuổi trung niên nhưng bà vẫn rất xinh đẹp. Lúc này, thế lực của người Tơ Kích ở phương Bắc đang không ngừng lớn mạnh. Em gái của Tùy Dạng Đế là Nghĩa Thành công chúa được gả cho Hòa Thân Khả Hãn nghe tin bèn phái sứ giả tới đón chị dâu. Đỗ Kiến Đức không dám đối đầu với người Tơ Kích nên đành giao Tiêu hoàng hậu cho sứ giả. Những năm sau đó, sức hấp dẫn của Tiêu hoàng hậu vẫn tiếp tục làm hai vị vua của Tơ Kích là Sử La Khả Hãn và Hiệt Lợi Khả Hãn mê mẩn. 10 năm sau, quân của Đường Thái Tông Lý Thế Dân đánh chiếm được Tơ Kích. Khi đó, Lý Thế Dân mới 33 tuổi đã bị chinh phục trước nhan sắc của Tiêu hoàng hậu 48 tuổi ngay lần đầu nhìn thấy và lập tức phong bà làm Chiêu Dung. Dưới sự bảo vệ của Lý Thế Dân, Tiêu hoàng hậu có một cuộc sống vô cùng sung sướng và bà sống đến năm 81 tuổi.